Xin kính chào quý vị khán giả. Sáng hôm nay thì quý vị thấy Tức Cương lên đầu đẹp không? Đó, đội nón nhìn y như thợ điện vậy đó. Mặc mới gì sáng nay Tức Cương nhận thử sẽ đi dạo phố ở vùng quê. Đây gọi là kìa. Xin chào Ngọc Thưởng, nay đi đâu mặc đồ đẹp quá vậy? À, đi chúc Tết hả? Đúng rồi, đi chúc Tết đứa nhỏ. Có chuẩn bị quà chưa? Có, xong hết rồi. Đâu? Quà hả? Thưa quý vị, sáng hôm nay Tiết Cương và Ngọc Thưởng sẽ du xuân đầu năm và sẽ tặng quà lì xì cho bên bà con của Ngọc Thưởng. Bây giờ mình đi đường nào Thưởng ơi? Mình sẽ đi dọc bờ sông và sau đó sẽ đi vô kinh B hả? Kinh Tràm chứ không phải là kinh Nhiêu Lập nha quý vị. Bây giờ thì Tiết Cương và Ngọc Thưởng đi thôi. Đó là nhà phía trước đó. Đâu? Wow, đây đồng ruộng bao la đẹp quá ha. Chị mới lên. Trời gà quá trời luôn hả? Gà quá luôn. Đây là anh của mình. Nuôi gà đá không nha? Ai nuôi gà đá? Ai đá gà liên hệ không? Gà quá trời vậy. Gà nó nuôi lát. Đây là cháu của mình đây. Ê, ông giống dâu tây không? Tóc nhiều ghê chưa? Quá giỏi rồi, găng này đầy đủ rồi nha. Trời ơi, làm gì mà kéo quần lum la vậy? Tại tuột. Hả? Cái gì? Có bụng. Quá. Mới sao chứ? Sợ là có người lạ. Đúng rồi, anh có thể không? La quá trời. Về nào? Về giờ hôm chiều hôm qua vậy. Trời ơi. Cái cương mà nó tưởng quỷ nó bỏ chạy quá trời. Người quá trời gà luôn. Ôi, sao cái màu nó bự quá vậy? Gà này gà gì mà màu bự vậy? Em bán màu lên rồi. Dạ. Không à? Thưởng ơi. Dạ. Mấy gà màu bự là gà siêu Mỹ. Mới lần đầu tiên mới thấy gà siêu Mỹ luôn á. Quá trời gà siêu Mỹ. Này là trời ơi, con này mặt ghê thiệt. Wow. Mặt dữ dễ sợ quý vị ơi. Trời ơi. Thấy em bé gặp Tức Cương sợ quá bỏ chạy luôn rồi. Đâu em bé đâu rồi? Em bé. Đi. Họ đem về nhà. Trời ơi. Mày chơi tiền vậy? Bảo rồi mày coi chổng luôn. Biết xài tiền không? Thầy thẳng nó coi. Trời ơi, bao lì xì vậy? Trời ơi, bỏ chạy luôn nữa. Sợ tôi quá vậy trời. Sau khi chúc Tết xong thì bây giờ mình sẽ đi đâu tiếp nữa Ngọc Thưởng ơi? Đi chùa. Đúng rồi, đầu năm đầu tháng mình sẽ đi chùa để cầu bình an nè ha, cầu sức khỏe nè, cầu may mắn, cầu phát tài, cầu duyên, cầu duyên gì hả? Người ta hay nói là giống như là đi chùa cầu duyên thì giống như quen miệng đó, cầu duyên. Bây giờ Tức Cương thử sẽ đi gần đây có chùa không em? Em sẽ đi ngôi chùa gần nhà của em. Vậy hả? Chùa Khmer nha, có chùa Kinh. Ở miền Tây có nhiều chùa Khmer đẹp lắm. Thì anh với em đi qua bên chùa Khmer ha. Dạ. Anh đó giờ anh cũng chưa đi chùa Khmer bao giờ. Chỉ dạ, có giống như đi ngắm cảnh thì thôi chứ chưa có giống như là chưa vô bên trong bao giờ. Giờ Tiết Cương Ngọc Thưởng sẽ đến chùa Khmer gần nhà nha quý vị. Tới rồi đó. Có hai ông voi rất là đẹp và đang vểnh cái vòi lên. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để đây
giới thiệu vị giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Bô Si Sô Rông Thạnh Lợi. Giờ mình vào bên trong hả Hưởng? Dạ. Đây là cổng của ngôi chùa với kiến trúc rất là độc đáo, và nhìn Hưởng có thấy là kiến trúc giống như của bên Thái Lan không? Dạ giống anh. Thì theo tiếng cư được biết thì đạo Phật thì có hai phái Nam Tông và Bắc Tông. Thì Bắc Tông là của đa số là theo trường phái bên Trung Quốc là ăn chay quý vị. Còn theo Tiết Cương nghĩ thì những cái chùa Khmer ở miền Nam mình là theo Nam Tông, là theo kiểu Thái Lan á, Ấn Độ á là ăn mặn. Giống như là mình người ta cúng cái gì thì mình ăn cái đó, chứ không có ăn chay như bên Bắc Tông. Và những thầy ở đây tu là thanh niên lớn lên là đi tu, là giống như đi tu báo hiếu rồi đó. Thường Thượng có biết tu báo hiếu là gì không? Dạ không. Tu báo hiếu giống như con trai mà lớn lên là thanh niên là khoảng thí dụ như 14, 15 tuổi, rồi bắt đầu đi tu cho đến năm 7 năm cho tới 22 tuổi đó, rồi sau đó trở lại đời thường và có thể lấy vợ. Lấy vợ đó. Giống như là mình đi tu là giống như là để mình học những cái giáo lý của Phật, để ra đời sau này mình sống tốt hơn, có một nền tảng đạo đức tốt. Thì cái Cương nghĩ là như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong. Xin chào Hương Sơn. Dạ. Sơ đang đạo cái gì vậy? Đạo cây mai cũng nghĩ dạ, cũng nghĩ. Dạ, cũng nghĩ. Chào Sơn. Xuống à. Vậy hả? Dạ. Cái mình đào cái mai với chồng hả? Dạ. Lên chậu. À, mình cho lên chậu hả? Dạ. Mình thấy người ta trồng tốt quá, mình sao mình trồng nó không tốt nè. Ủa, cái này là mình lặt lá hay là nó rụng đá cho như sư? Lặt lắm. Mà sao năm nay mai thấy rụng lá nhưng không có bông. Ra bông gì sư? Nghe mấy chị anh là Đống Hải gì? Dạ đúng rồi, dạ. Hải tên gì? Tiết Cương. Tiết Cương. Tiết Cương à. Duyên mà. Đúng không? Sư cho Tiết Cương hỏi là giống như mình đây là tu, là có phải tu báo hiếu không? Không, cái này tu chính thức. Tu chính thức luôn hả? Dạ. Là làm mình đi tu luôn. Dạ. Còn ông này thì tu báo hiếu nè. Tu cha bị mới mất đó. Dạ. Thì tu để dạ. Để hồi hướng công đức cho cha. Dạ. Đúng rồi, chắc là sư tu luôn đúng không? Tại lúc em học còn đi học lúc cấp 1 là vô là đã biết sư rồi đó. Biết sư hả? Dạ. Đây, ở đây nhà bên bên sông á. Vậy hả? Dạ, dạ con đó học cấp 1 ở gần đây nè, là con qua bên chùa mình chơi không á. Dạ. Rồi làm YouTube hay gì? Dạ, đúng rồi. Này vợ, vợ con. Vậy hả? Dạ. Ủa? Làm lâu chưa? Dạ, cũng mới làm à. Vậy hả? Được nốt chưa? Dạ, chưa. Vậy hả? Tại trồng tốt quá, mình không biết cách trồng nè. Vậy giờ cho lên chậu hả nha? Dạ. Dạ. Cho nó rơi nó làm sao? Không cần, thử uống bậy bạ vậy nè, đâu có uống giá ăn gốc gì đâu. Dạ, nó cũng cong cong cũng đẹp, đẹp quá. Đẹp mà. Dạ. Còn bấn gì rồi nó sống không sư, sư không cái còn đất nữa. Không chết đâu. Còn rễ mà em, cái này mình lên chậu mình bón phân rồi vô sư. Dạ. Dạ. Sư cho hỏi cái chùa mình có bao nhiêu năm rồi nha? Nó có 3 giai đoạn. Dạ. Giai đoạn đầu thì 1646. Trời ơi. Giai đoạn thứ hai 1813. Yeah. Giai đoạn thứ ba thì 1981. Yeah. Lần trước thì nó bị chiến tranh tàn phá. Yeah. Ra chùa đem đi cắt bên chùa Cờ Đỏ. Yeah. Rồi sau này mới hòa bình á, mới hòa thượng lại xin phép với nhà nước á. Yeah. Để được xây cất lại cái nền cũ. Như vậy là chùa này có cách đây là mấy trăm năm rồi. Dạ, nhiều năm rồi. Đây là một trong những chùa Khmer lâu đời. Dạ. Coi như là chiến tranh tàn phá bây giờ mới dạ. xây. Giờ vẫn còn đang xây dựng không? Dạ, còn đang biết xây dựng cái chỗ đằng trước đó. Dạ. Chỗ hơn cái chỗ Phật nhập bếp bạn á. Dạ. Để đi sư gắt đi coi. Dạ, dạ. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên này xem qua. Wow. Trên này có một tượng Phật đang xây nha sư. Dạ. Đang xây. Cái nhà này xây hồi hôm tháng 6 bây giờ. Dạ. Rồi cũng cái này dạ. Thành ra xây có bước vô hơi chậm.
được tính khoảng bao lâu xong hả sư? Từ đây tới tháng 3 cho xong. Dạ. Như vậy là thưa quý vị, đây Tiết Cương thấy có một tượng Phật đang xây và đang dở dang chưa hoàn thành vì thiếu kinh phí, thì sư có thể cho con xin số điện thoại để ví dụ như khán giả có coi kênh của Tiết Cương á, muốn đóng góp vô để hoàn thành tượng Phật thì liên lạc cho sư số điện thoại nào ạ? 0766 835 136 gặp sư. Sư tên gì ạ? Tên Hiền. Sư Hiền nha quý vị. Dạ. Để có thể đóng góp vô một phần coi như là công đức của mình để hoàn thành tượng Phật. Bây giờ tượng Phật đang xây nhưng mà hiện tại rất là thiếu kinh phí nên rất cần những tấm lòng hảo tâm của quý vị đến sư Hiền. Ở sư Hiền có nói được tiếng Khmer không ạ? Sư là người Việt hay người Khmer? Người Khmer. Người Khmer luôn hả? Ừ, cũng hơi lai lai. Dạ. Ông nội thì gốc Bá Sào. Dạ. Vậy là coi như là chắc người Tiều với lai Khmer. Dạ, dạ. Rồi cho anh hỏi cái tu cái này là cái này theo trường phái Nam Tông. Nam Tông. Là người ta cúng dùm ăn cái đấy. Là như vậy là. Theo tâm tịnh nhục. Dạ. Chứ riêng cũng 10 món. 10 món gì sư? Cũng những thịt gì không nên ăn á. Dạ. Có 10 món nha quý vị, tuy ăn mặn nhưng cũng cử 10 món. Cảm ơn sư. Tâm định nhục này coi như là không xúi dục cho người khác biết. Nghe tiếng kêu la hoặc là người ta cố ý giết cho mình ăn cũng không nên ăn. Dạ. Cái nào không hay không biết á. Thì người ta lại dân thì mình được thọ lãnh. Yeah. Cũng như lúc đời Đức Phật còn tại thế đó, ngài cũng chẳng ăn chay ngày nào đâu. Đức Phật Thích Ca mình. Yeah. Cũng chẳng ăn chay ngày nào. Phật tử cho nơi đàn na tinh thí ta cúng dường thì thọ lãnh. Không có thì đi khắp thực mà ăn vậy thôi. Yeah. Cũng bình thường. Chứ ngày xưa đâu có ăn chay gì đâu. Dạ đúng. Nhưng mới bây giờ nó theo cái truyền thái của Bắc Tông từ Trung Hoa. Trung Hoa. Dạ. Qua còn bên sư thì Nam Tông từ Nam Ấn Độ qua Bắc Tông thì Bắc Ấn Độ đi qua vậy đó. Dạ. Chuyện Nam truyền qua Bắc truyền. Cái này là vật quý giá của chùa. Vật quý giá là tam tạng lục sư. Còn ngoài ra không có gì. Cái này là những cái kinh bằng tiếng Khmer hả sư? Kinh Bali Ly, người dịch cho tiếng Khmer. À, còn bằng từ tiếng của Ấn Độ. Dạ, dạ. Rồi mới từ đó Ấn Độ dịch ra đây là chữ Khmer nha quý vị. Dạ. Còn đây là tượng của ai hả sư? Tượng sư nè, mấy đệ tử sư làm cho sư nè. Dạ. À, đây là tượng của sư nha quý vị. Giống không? Giống, đây hai nè. Quá. Quá giống luôn. Rồi. Đó, đệ tử làm sư hả? Vậy xin phép sư tiếp cương được tốt nha. Mấy cây sư? Dạ. Ở đây thì có đặc biệt là có cây cảnh sư. Dạ. Gọi là phất lá buông. Cái này là cây nguồn gốc ngày xưa. Dạ. Bây giờ không có ai làm được. Thành ra mình viết trên lá hả sư? Viết bằng trên lá buông. Dạ. Viết là rất là đều. Dạ. Cái này gọi là chữ cổ. Dạ, chữ cổ của người Khmer mà. Dạ. Viết. Cái này trên lá hả sư? Dạ, bằng trên lá. Trời ơi. Cách lá buông. Lá từ lá gì sư? Lá buông hả? Dạ. Lá này lạ quá, sư giờ chắc không còn ha. Xứ mình không có. Xứ mình không có đâu. Sách lá buông nữa vậy, tàn kinh cát. Cái này là toàn bộ là những kinh Phật ở trên đây. Dạ, kinh Phật. Đó, đây là chùa còn giữ được cái này rất là quý. Dạ. Giá nha quý vị. Dạ, còn giữ được mấy bộ thôi. Dạ. Không có nhiều. Thì còn mấy bộ. Sư để cắt kia để cho có. Cái nó bị mất. Dạ, như vậy là hôm nay rất là coi như là của quý hiếm á quý vị. Dạ, là hôm nay Tiết Cương đến chùa Khmer
chùa này có tên là gì sư? Chùa Bồ Thi Sư Không, nếu mà dịch bằng tiếng Việt ở trong những cái bản đồ là chùa Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm. Hôm nay thì Đức Cương được đến chùa và được sư Hiền coi như là dẫn và giảng dạy và hiểu biết thêm được rất là nhiều điều về đạo Phật. Sư tên của tiếng sư tiếng Khmer tên sư là gì? Sư cũng tên Hiền. Hiền luôn. Tên là Hiền như quý vị. Và hôm nay thì Thích Cương đến đây cảm ơn sư đã dành thời gian để tiếp đón Thích Cương và sư cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà tiếng Khmer cảm ơn là gì sư? Sư Ong Kun. Xin phép được Sư Ong Kun sư Hiền. Lần đầu tiên thì Thích Cương được trải nghiệm chùa Khmer ở miền Tây. Cảm ơn Ngọc Hưởng đã đưa Thích Cương đến ngôi chùa rất là đẹp và gặp được sư Hiền, đã biết thêm được một số kiến thức về Phật giáo. Biết sao em đưa lại đây không? Sao dạ? Tại ngôi chùa này gắn liền nhiều kỷ niệm với em lắm, rồi lúc mà học cấp 1 qua đây chơi không à. À đây là con bên kia là bên đây là cứ qua đây chơi. À trường bên kia hả em? Đúng rồi, bên kia là trường cấp 1 của em, rồi qua đây chơi mà đi không đi đường trước đi đường sau, hàng rào đâu có hàng rào qua luôn vậy đó. Đây là một ngôi chùa rất nhiều kỷ niệm gắn với tuổi thơ Ngọc Thưởng. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi clip Tiết Cương và Ngọc Thưởng đi chúc Tết và đi chùa đầu năm. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.